Chương 5. Phương tiện phòng cháy và chữa cháy. Điều 50. Trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở, thôn, hộ gia đình, các loại rừng và phương tiện giao thông cơ giới. 1. Cơ quan tổ chức cá nhân phải tự trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho cơ sở, các loại rừng, phương tiện giao thông cơ giới thuộc phạm vi quản lý của mình. Ủy ban nhân dân cấp xã phải trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho đội dân phòng. Tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ và chủ rừng, chủ phương tiện giao thông cơ giới ngoài quốc doanh phải tự trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy. 2. Hộ gia đình phải chuẩn bị các điều kiện phương tiện để phòng cháy và chữa cháy. 3. Bộ Công an quy định cụ thể và hướng dẫn về điều kiện và trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này. Điều 51. Trang bị phương tiện cho lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy. Nhà nước trang bị cho lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy phương tiện chữa cháy và các phương tiện thiết bị cần thiết khác, bảo đảm đồng bộ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu chữa cháy, cứu người trong mọi tình huống. Điều 52. Quản lý và sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy. 1. Phương tiện phòng cháy và chữa cháy của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân phải được quản lý sử dụng để bảo đảm sẵn sàng chữa cháy. 2. Phương tiện chữa cháy cơ giới ngoài việc chữa cháy chỉ được sử dụng phục vụ yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội và trong các trường hợp đặc biệt khác theo quy định của chính phủ. Điều 53. Sản xuất, nhập khẩu phương tiện phòng cháy và chữa cháy. 1. Phương tiện phòng cháy và chữa cháy được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu phải bảo đảm chất lượng đúng tiêu chuẩn và phù hợp với điều kiện Việt Nam. 2. Tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh phương tiện phòng cháy và chữa cháy phải có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, chuyên môn kỹ thuật theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền. Chương 6. Đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy. Điều 54. Nguồn tài chính đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy. 1. Nguồn tài chính đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy gồm A. ngân sách nhà nước cấp, B. thu từ bảo hiểm cháy nổ, C. đóng góp tự nguyện tài trợ của các cơ quan tổ chức cá nhân trong nước, tổ chức cá nhân nước ngoài và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật. 2. Chính phủ quy định cụ thể về nguồn thu, mức thu, chế độ quản lý sử dụng nguồn tài chính cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy. Điều 55. Ngân sách nhà nước đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy. 1. Nhà nước bảo đảm ngân sách cần thiết hàng năm để đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy. 2. Nhà nước cấp ngân sách hoạt động phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang và các đơn vị khác thụ hưởng ngân sách nhà nước. Trong nhiệm vụ chi ngân sách quốc phòng và an ninh hàng năm của Ủy ban nhân dân các cấp phải có nội dung bảo đảm cho công tác phòng cháy và chữa cháy. 3. Đối tượng không thuộc quy định tại khoản 2 điều này phải tự bảo đảm kinh phí cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy. Điều 56. Khuyến khích đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy. 1. Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức cá nhân nước ngoài và tổ chức quốc tế đầu tư tài trợ cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy. 2. Nhà nước có chính sách ưu đãi về thuế đối với tổ chức cá nhân sản xuất lắp ráp phương tiện phòng cháy và chữa cháy